Định ý mã, cử tuần tu học định tâm viên. An cư là truyền thống cao quý và đầy ý nghĩa của người con Phật, đặc biệt là hàng xuất gia trưởng tử của Như Lai. Vì tuổi của một vị tỳ kheo không được tính như người đời mà phải lấy tuổi an cư để tính. Hay nói cách khác, đó chính là tuổi hạ, còn gọi là hạ lạp. Ba tháng an cư là ba tháng dừng lại mọi hoạt động Phật sự bên ngoài, tập trung hướng về nội tâm, chuyên tu giới định tuệ, nhằm thúc liễm tam nghiệp. Theo cái tinh thần luật Phật đã chế thì đối với tăng ni chuyên cần trau dồi tu tập giới thể được trang nghiêm, đặc biệt vào là mùa mưa 3 tháng là nơi là côn trùng sanh sôi nảy nở, vì Đức Phật đã dạy nên chúng ta hạn chế đi lại để tránh cái dẫm đạp sát sanh đến động vật. Chính vì vậy là theo luật hàng năm vào mùa an cư kiết hạ thì tất cả chư tăng ni đều phải cấm túc một nơi để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định tuệ. Tu tập để tích tụ những năng lượng của trí tuệ từ bi, 9 tháng còn lại để mỗi hành giả phải thực hiện một nhiệm vụ hết sức cao cả. Thầy Đức Phật hoằng truyền chánh pháp, đưa lời dạy của Đức Phật đi vào cuộc đời để làm an lạc cho tha nhân. Chính vì ý nghĩ đó mà từ xưa Đức Phật đã chế ra phép an cư và được chư tổ ý các vị cổ đức hoằng truyền cho đến hôm nay. Như vậy, chúng ta là trưởng tử của Đức Phật, cần phải thực hành và phát huy hơn nữa những lời dạy của Đức Như Lai, mà thiết thực nhất là mỗi năm phải an cư đúng pháp. Với ý nghĩa ấy, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh thành lập hai hạ trường, đó là chùa Lưỡng Xuyên, phường 1, thành phố Trà Vinh. Trường hạ tăng với 156 vị, trong đó cấm túc tại chỗ là 40 hành giả an cư, và chùa Liên Hoa, phường 5, thành phố Trà Vinh,
trường hạ ni với 146 vị, trong đó cấm túc tại chỗ là 40 hành giả an cư. Ngoài ra, chư tăng ni tổ chức an cư tại chỗ nơi trú xứ trong toàn tỉnh. Hai điểm an cư kiết hạ để dành cho tất cả tăng ni để trở về tu tập. Thì trong toàn tỉnh có hai địa điểm. Điểm thứ nhất là tại văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, chùa Lưỡng Xuyên, số 3 đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, là điểm dành cho chư tăng, nơi văn phòng phân ban ni giới của tỉnh Trà Vinh là chùa Liên Hoa, số 62 đường Dương Quang Đông, phường 5, thành phố Trà Vinh, được là dành cho chư ni. Thì trong toàn tỉnh năm 2024 là tăng ni tham gia để an cư kiết hạ được là 320 vị. Hàng năm thì vào mùa mưa nên chư tăng ni hạn chế đi lại để cấm túc an cư tại chỗ để nhằm trau dồi thân tâm để tinh tấn tu tập và rèn luyện và trau dồi giới thể được trang nghiêm để trở thành một người tu sĩ có một cái nền tảng, là có một cái kiến thức và quan điểm nhận định tốt đúng theo cái tinh thần chánh pháp lời Đức Phật đã dạy. Hàng ngày đúng 3 giờ 45 phút sáng, sau tiếng kẽn toàn bộ hành giả thức giấc để chuẩn bị cho thời khóa công phu sáng vào lúc 4 giờ. Mỗi ngày hai thời công phu sáng và chiều cùng khóa lễ thọ trì và thiền hành vào 18:30. Ngoài ra, các hành giả an cư còn thính pháp, cúng ngọ thọ trai, kinh hành theo thời gian quy định của trường hạ. Ngoài các thời khóa, các hành giả còn dành thời gian chấp tác, dọn dẹp vệ sinh, nấu cơm và nhiều hoạt động chốn thiền môn. Theo nghi thức thiền đường cổ xưa, thời khóa biểu bắt đầu từ 3 giờ 45 phút sáng đến 9 giờ 30 tối hàng ngày. Ở bên cạnh đó là trong cái thời học trong mùa an cư, nhưng là bên cạnh đó là trong nhất là giờ chay đường. Khi mà giờ chay đường xong thì cũng có 15 phút là ban chức sự nhắc nhở đến hành giả an cư để là nghiêm túc thực hiện tốt trong mùa an cư kiết hạ, để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ để chuyên cần tu tập là tốt hơn trong cái 3 tháng an cư. Trên tinh thần tiếp nối hạnh nguyện tiền nhân cũng như tâm huyết nêu cao tinh thần giới luật, đồng thời muốn cho chư tăng có cơ hội tham dự khóa an cư tiếp nối hoàn truyền chánh pháp. An cư kiết hạ cũng là hoạt động củng cố và duy trì nguồn nội lực sau những ngày tháng dấn thân phụng sự đạo pháp, phụng sự chúng sinh. Trong những tháng ngày cấm túc an cư, chư tăng đi chẳng những được bồi dưỡng phát triển trình độ tu học Phật pháp, tăng trưởng công đức giới hạnh đạo lực, mà còn có dịp thực hành đời sống tập thể theo tinh thần lục hòa, có cơ hội trao đổi, sẻ chia những kiến giải, kinh nghiệm tu hành, đồng thời thể hiện tình huynh đệ, tinh thần hòa hợp như nước với sữa.
noi theo đường hướng mà Đức Phật đã vạch ra trên tinh thần thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Chư tăng ni ngày Phật giáo Trà Vinh tinh tấn tu hành trong mùa an cư kiết hạ để phung bồi công đức phước báo trí tuệ nhằm thành tựu đạo quả giải thoát, hầu làm nơi nương tựa cho đời, nâng cao năng lực hoằng hóa, rộng mở con đường lợi sinh.